Hello mọi người, hôm nay tiếp tục là một sản phẩm tri ân khách hàng của hãng Ashino nha mọi người. Mẫu mới của hãng Ashino đây. Thì mẫu này có gì đặc biệt, một lát nữa sẽ review chi tiết cho mọi người xem. Còn ở đây tri ân khách hàng, có nghĩa là khi mọi người mua cái cần này thì bên công ty Ashino sẽ tặng kèm cho mọi người một cái áo rất là xịn sò luôn này. Chỉ lô hàng này thôi nha mọi người, bạn lấy được một thùng thôi, 20 cây nha, và có đủ 20 cái áo luôn. Khi mọi người mua một cần thì bên rạn sẽ kèm cho mọi người, tặng cho mọi người một cái áo nha. Đây mình sẽ mở cái áo ra nha mọi người. Rồi ok, cái áo chúng ta nè, áo vải rất là mềm mịn nha mọi người, vải cũng xịn đó, chứ không phải là vải 5-70 ngàn ở ngoài chợ nha. Đây, áo thun tay dài, cái này cho anh em đi câu lua hoặc là đi câu ngoài nắng nè. Cái này trong mát, mặt cũng có thể là mát đó mọi người, vải nó mịn lắm. Thì mỗi cần thì tặng được một cái nha, có 20 thôi mọi người. Hết cái phần quà tặng này rồi thì sản phẩm đợt sau về thì sẽ không còn quà tặng nữa nha, chỉ trong 20 cây này thôi. Áo có trùm đầu luôn nè, đây đó, trùm đầu nè, tay dài, tông màu thì tông màu xanh nha. Ở trên ngực thì có chữ Ashino, chung là nhìn cũng khá là bắt mắt, có vẻ là không màu mè quá so với những mẫu trước kia nha, mẫu mới luôn nha mọi người. Rồi hàng này hàng quà tặng không có bán nha mọi người, 20 cái so với ở đây là 20 cần nha. Hết lô này thì sẽ không còn. Anh em nào mà yêu thích cái mẫu này thì có thể alo cho shop rạn sớm nhất nha. Rồi bây giờ sẽ đi chi tiết về cái cần nè. Cần chúng ta thì cái mẫu này cũng đặc biệt là mẫu mới luôn nha mọi người. Ở đây mọi người nhìn cái phôi, nếu mọi người đã dùng qua cái cần mà Bulova rồ mắt á, thì cái phôi nó một kiểu nha mọi người, xoắn ít. Và cái mẫu này thì sẽ được phủ một lớp keo ở phía ngoài rồi nha. Cán thì cán hở, bát máy là bát kiểu nha. Đây, bát kiểu bạn rất là trơn tru luôn đó, của hãng Ashino luôn. Bát kiểu, cái kiểu mới luôn nha mọi người, nhìn đẹp hơn những cái mẫu Engetsu nè, hay là Foamaster rồi đó, kiểu đẹp hơn. Nói chung thiết kế có cái phần mới lạ. Và về thông số của cần, phôi là phôi carbon xoắn ít rồi, phôi thì khỏi nói, mọi người nhìn sẽ biết thôi. Tên cần chúng ta là Lake Master S-Best, tên cũng khá là dài nha mọi người. Hãng thì Ashino nha, nhìn cái phôi cần là thấy là ưng ý liền nha mọi người. Khoen là khoen Fuji, chân vàng nha, khoen Fuji nha mọi người. Một số anh em lại bình luận nói là khoen này không phải Fuji, mọi người xem cái sứ là biết nha. Đây nè, sứ phía trong nè, nó bóng sáng và sứ nó tròn nha. Còn những cái sứ thường thì nó không có tròn thôi. Chân thì chân vàng, khớp nối thì dạng cắm ti nha, ngọn trùm lấy gốc. Kiểu cắm ti này thì một số anh em lại nói là cần bị lỗi, thì cũng đây giải thích luôn nha. Cần mới á, thì khi mọi người cắm vào á, thì sẽ không có sát tới nha mọi người. Mọi người cắm sao mà còn chừng khoảng một lóng tay đây nè, đó, một lóng tay hoặc nửa lóng tay hoặc hơn, tùy cái cần. Như vậy thôi, nó có độ hở nha, nó không sát được nha mọi người. Khoen đề ba là lắp ngược này, khoen kế là lắp ngược luôn, còn lại là xuôi nha. Đó, phôi nhìn khá là hấp dẫn nhưng mà rất là đẹp luôn á. Đã được phủ keo nha. Những cái cây mà không phủ keo thì mọi người sờ lên á, thì nó sẽ nhám, còn cây này sẽ được phủ keo rồi, nó ít có bám bụi đất hơn nha cả nhà. Đó, bu thì bu 12 nhưng thật sự nó to, nhưng mà to hơn bu 12. Đó, nếu mà mọi người dùng qua cái cây bạch kim rồi thì cái đầu bu nó cũng vậy thôi, vẫn là bu chống sắn. Và đọt cần này thì cũng là 3,6 nha, 3,6 cho mọi người đánh hồi vụ và cả đánh xong vẫn được, đánh cảm giác luôn. Và thông số này, thông số của cần thì độ dài cần là 3m15 nha. Tải là BE8, tải mồi là từ 500 cho tới 80g nha. Phôi thì 2 carbon luôn nè, carbon sắn ít, corel đan chéo sắn ít nha. Chung là phôi cực kỳ đẹp. Phôi này mọi người biết qua một cây nữa là cây cần dựng không tên. Đây, đây này, cây cần dựng không tên. Cây này thì chưa phủ keo nên nó có độ nhám nha mọi người. Cũng là carbon sắn ít kiểu này, nó còn độ nhám. Hoặc là cây Bulova rồ mắt, hoặc là cây Bulova Asurat. Đây nè, Asurat nó vẫn là phôi kiểu đó, nhưng mà cái này chưa phủ keo nó sẽ nhám. Đây, cây bạch kim cũng vậy nè, vẫn cùng một phôi nha, nhưng mà phôi này nè đã được phủ keo. Đây, khi mọi người rào lên thì sẽ không còn độ nhám nữa, nó sẽ ít bám bụi hơn. Cho một số anh em mà đi câu mà sợ dơ, sợ dơ cần thì đây sẽ được phủ keo nha. Rồi thì giá của cần này là 1.450.000 nha mọi người, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Khi mọi người mua thì bên shop sẽ gửi đến đúng địa chỉ của mọi người, khui ra kiểm tra nha. Và đặc biệt là tặng cái áo nha mọi người. Áo này thì chỉ 20 cái đi với 20 cần này thôi. Những lô hàng sau thì sẽ không còn quà tặng nha mọi người. Đây là lô đầu, lô tri ân và cũng là giới thiệu sản phẩm mới của công ty Ashino nên họ tặng kèm nha. Những lô hàng sau là sẽ không còn áo nha. Công ty cũng đã báo rồi, chỉ được lô đầu và shop em chỉ được 20 cây. Những shop khác thì cũng tầm đó. Thì anh em nào yêu thích cái dòng này, muốn trải nghiệm thì alo shop nha. Chung là hàng Ashino trước giờ thì chỉ có ok thôi nha mọi người. Chưa thấy anh em nào mà phản ánh cái về chất lượng kém cần này cần kia nha. Thật sự là bán hàng thì cũng qua nhiều rồi, chỉ có 2 thương hiệu mà rằng vẫn trụ đến bây giờ bán. Thứ nhất là Bulova và tiếp theo là Ashino nha. Hồi xưa có một số cái sản phẩm khác cũng chào hàng giới thiệu, nhưng mà sản phẩm làm nói chung là không có được bắt mắt, không có mẫu mã đẹp, nên hiện tại mình shop đa phần là Ashino hoặc là Bulova nha, cho 2 mẫu cần. Còn lại một số mẫu khác thì vẫn có, nhưng mà số lượng không được nhiều bằng 2 mẫu này. Nên 2 mẫu này mọi người xài bên shop rạng yên tâm nha, không có hàng giả, hàng pha ke, hàng phát gì đây hết nha mọi người. Và sau này cái hãng Ashino có khoen vàng và mọi người chuẩn bị bên Bulova cũng sẽ có cái khoen vàng kiểu này và giá bình dân, giá rẻ cho anh em xài nha. Thì khi nào Bulova cập nhật thì bên shop rạng sẽ lên clip cho mọi người. Thì hiện tại thì sản phẩm này nó cũng như đầu clip nói thì sản phẩm này là tri ân khách của hãng Ashino nha, nên mọi người tranh thủ nha, chỉ 20 cần thôi và có kèm quà tặng cho mọi người. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển toàn quốc luôn. Hàng đến mọi người khui ra kiểm tra nha, xong rồi trả tiền. Ok, mọi người yêu thích cái lô shop của 2 số điện thoại trên màn hình, mọi người gọi số nào cũng được hoặc là nhắn qua Zalo. Rồi ok, cảm ơn mọi người.